Nè đi quay này nha, bác ăn thịt gà nè, xoài nè. Đó, một giỏ xoài luôn nè. Đó. Thịt gà nè, xoài nè. Xoài giấy chà bá luôn. Thêm nước ngọt nữa nè. Đó. Nghĩ sao quay hoài mà nó không ớm nổi là vậy nè. Rồi. Anh gì nói với anh gì? Rồi mới hồi giờ này, có má là chiều mới hồi tối này luôn rồi, 8 giờ mấy tối là ăn buffet no thấy bà luôn rồi. Rồi bây giờ phải tiếp tục ăn tiếp 2 con gà nữa. Đi qua mày đó ăn quá. Anh đi, anh nhìn thấy cái này là cái gì không? Ăn 3 gà bốn luôn nè. Trời đất, đó bây giờ đó đòn của chúng tôi hơn 10 giờ rồi mà phải ăn 2 con gà như thế này. Bắt ăn mới phải ăn. Bắt ơi. Quay qua đây nè. Nó bắt phải ăn. Bên đây nó làm. Nó làm. Con mẹ này nè bắt tụi tôi ăn. Làm. Làm cái gì? Canh cầm nó bắt cái đứa này ăn. Thấy chịu nổi không? Làm sắp mặt chi rồi bắt tụi tôi bên đây ăn 2 con gà cổ không? Đó. Coi đi, khán giả coi đi. Đó, đó, coi. Mười đáng. Giờ 11 giờ khuya không lo ăn thịt gà ngồi soạn đạo cụ. Quá trời quá đất hả? Vừa phải thôi. Đó con nhỏ không dịch. Nhất là con nhỏ không dài. Con nhỏ này nữa nè. Em không có ăn cái gì đó. Luôn á. Tại sao mọi người ăn vậy? Hồi chiều năng buffet từ lúc 4 giờ chiều tới 10 giờ đêm mà ăn cái gì nữa. Đó con nhỏ này nè. Đó, bây giờ còn xương không nè, hai con gà giờ chuẩn bị xương không, quay xong là xuống còn đóng xương luôn. Còn mẹ nữa đâu. Ai làm trong toilet? Đó, một đống xương. Ủa các bạn đang làm gì trong lúc người ta ăn thịt gà ổng ăn rồi làm gì vậy? Cắt thẻ bà cho trò này là thấy không? Để em đảo cụ đó nè. Trời đất ơi. Nào là biên tập nè. Đó. Đây. Đây. Đó ID, BD gì thư ký gì kế toán gì tè le hết luôn. Đi làm rồi. Có thằng nó ngủ nó kìa, cái anh nó ngủ. Đó trong lúc một bên thì ăn là ăn hoặc là làm. Một bên thì làm ở đây nằm ngủ luôn. Nhỏ kia thì nó mở máy tính nó dịch cái gì không biết nữa. Quay mặt lại cái coi. Dịch cho hỏi cho bài dịch xung quanh đi. Nói tiếng gì vậy? Nó nói tiếng gì vậy? Không biết là con này nó coi cái gì mà nó chăm chú quá trời. Mình ăn rồi giờ dịch nội vô quay nó biết đâu. Quay nè. Nó tôi cũng làm chứ mà tôi ăn không đâu. Cái này nó nặng cái gì bộ. Đó chị này là project manager nè. Đó. Đó. Người tìm Facebook của chị lắm. Tại sao bây giờ không tăng lương? Ở ta nghĩ là mình nên tăng số 1 đi, mình giảm số thủ không xuống đi. Thủ không nó không dụng quá. Ừ, tại vì các bạn thủ không giờ là nhìn nó thấy nó gieo mà bớt lại 5 một thủ không. Đây thủ không mọi người là bao nhiêu cái vậy? Ủa mấy bạn làm gì? Ủa? Running Man chuẩn bị bán trà tắc hay gì mà thấy hũ trà tắc quá trời vậy? Bán nghiệp của anh đó. Quá trời, quá đó luôn. Nhiều quá. Yêu là Vô. Cái chỗ là mình chơi cái trò này nè. Mình chỉ chơi giữ năng đất thôi. Chứ mình không có vô hồng hay vô mấy cái đài lâu đài được. Thì em hỏi cái 100 cái hũ này chị xài khắp nơi là vừa luôn chị. Xung quanh khuôn viên là đủ. Thiệt không? Thiệt không? Thiệt không? Thiệt không? Lúc chiều bây giờ muốn đi về rồi mà lấy xoài ra bắt ăn tiếp. Trời đất ơi, mới ăn 2 con gà xong ăn có nổi gì nữa đâu, bắt ăn xoài, một giỏ xoài, một giỏ xoài nè. Ai cho về vậy? Quay cái gì mà mình quá trời quá đất luôn nè. Trái xoài nó bự hơn cái băng mặt tôi nữa. Có một lớp chồng. Hay 15 tập lúc nào mày cũng làm đúng không? Không có gì hết. Có là mùi hết mà. Anh nói vậy anh đi kia, nói vậy nói lại coi. Anh nói gì? Nói gì nói lại ơi. Dạ anh nói vậy, nói gì? Có ông chính làm chứng anh nói gì? Kêu 500 anh em phải uống xuống. Anh nói gì?
Anh nói cho khán giả coi đi. Nói gì? Anh lên tiếng đi. Đâu có dám lên tiếng đâu các bạn. 1, 2, 4, 6, 7. Nói đi. 5, 8, 9, 10. Con là nhanh ma dậy sớm 4 giờ sáng hả con? Nói tiếp đi, anh mới nói cái gì? Anh nói là anh yêu hồn. Anh yêu hồn. Tôi ước gì mỗi người cầm lên một cái kéo ra đây cắt bài giùm tôi cho xong nhanh đi về ngủ kìa. Đó, điều ước đơn giản của chị. Ai đi? Mà chị ước quà chị ngồi cắt sáng luôn.